Chào các bạn, mình đang ở gian hàng Intel và trên tay mình là một cái thẻ mà nó có giống bằng với kích thước của một cái thẻ SD, nhưng nó chính là cái máy tính nhỏ nhất của Intel hiện nay là Edison, và nó cũng là cái máy tính tiết kiệm điện năng nhất. Thì nó được sản xuất trên quy trình 22 nanomet. Nó là dùng chip quad có 2 nhân. Nó hỗ trợ nền tảng Linux, có kết nối Wi-Fi và kết nối Bluetooth. Cũng như là có hỗ trợ ứng dụng. Thì bây giờ mình sẽ so sánh thử với một cái thẻ SD. Đây các bạn có thấy nó hoàn toàn bằng một cái thẻ SD. Thì trên tay này mình là cái một thứ mà Intel gọi là Smart Cup, một cái ly thông minh. Thì bên dưới của nó có gắn một cái máy tính Edison ở đây. Thì nhiệm vụ của máy tính này là để thu thập thông tin và báo cho chúng ta những cái thông tin mà chúng ta cần biết. Ví dụ như khi mà bạn gái của mình cũng xài một cái ly Smart Cup và đến công ty, cô ấy đổ cà phê vào ly, thì lập tức là cái ly này nó sẽ hiện thông báo cho mình biết, hiện cái thông báo trên ly của mình ở văn phòng của mình. Nghĩa là nó có kết nối giữa các thiết bị với nhau. Ngoài ra thì Intel còn ứng dụng nó vào một cái thiết bị dùng để quản lý những đứa trẻ trong nhà. Nó có tên là MIMO, Smarter Infant Monitor. Thì ví dụ như là chúng ta sẽ theo dõi coi thử con của chúng ta có vui vẻ, có đang là khóc hay là gì đó không. Thì khi mà chúng ta có thông tin nó thì nó sẽ hiển thị lên những cái ly giống như thế này. Tất nhiên là nó sẽ hiển thị theo cái kiểu khác, cái biểu tượng khác. Ngoài ra thì chúng ta có thể biết được thông tin thời tiết hay là những cái thông tin mà chúng ta mong muốn có, tùy theo mà cách mà chúng ta thiết lập. Intel cũng cho biết là họ còn nhiều sản phẩm khác ứng dụng cái máy tính Edison này, tuy nhiên ở đây thì mình không có thấy. Ngoài ra thì họ cũng mở nhiều cuộc thi dành cho các lập trình viên để phát triển ứng dụng cho cái máy tính của họ. Hy vọng là trong tương lai chúng ta sẽ nhìn thấy được những thiết bị đeo hay là những thiết bị nhỏ gọn có ứng dụng cái máy tính này của Intel. Xin cảm ơn các bạn.